hôm nay mình lại nhà bà chị bạn đi nhiều chuyện trong mùa Covid nha, đừng nói với ai nha mấy bạn. Hôm nay mình là hôm giờ mình làm bánh xèo rồi, bữa nay là bánh bèo mặn nha mấy bạn. Đây nhân mình đây nhân măng. Mấy bạn muốn thích nhân gì mấy bạn làm nhân đó, mình làm nhân măng, thường có người làm nhân củ sắn. Đây bột. Đây mình đang xào nhân nha mấy bạn. Mình xào tép. Đó. Bột bánh bèo này bạn có thể làm hai loại bánh, một cái bánh bèo mặn và một cái bánh bèo ngọt. Bánh bèo mặn thì chúng ta làm đậu xanh với tinh trên đây ăn với nước cốt dừa. Còn bánh bèo ngọt á, làm đậu xanh bỏ vô đây làm uống nước cốt dừa. Còn bánh bèo mặn thì mình bỏ mấy cái nhân này á, nhân củ sắn, nhân tép mình đang xào này nha. Nè, mình cái này mình có bỏ màu rồi nè quý vị đó, mình hấp về là bỏ nhân là ok đúng không? Đó, rõ ràng chưa? Chín chưa Út? Đó, tay áo. Xào nhân đó nha, mình nêm nếm dừa ăn. Nêm chút xíu nước mắm đi, chút xíu đường. Đường hơi ngọt hả chị? Cái nào cũng có. Chút bột ngọt, cái nào chút nhân mặn mà. Đặc biệt mấy món này là phải có gao với nước mắm ngon nước nha mấy bạn. Đây mình bỏ nó đồ gia vị nêm cho mấy bạn coi luôn nha. Mấy bạn về làm cho gia đình ăn nha. Dịch bệnh không có đi đâu được chân á. Hết dịch mình đi làm mấy cái vlog về du lịch cho mấy bạn xem. Đó, bột ngọt đó. Đường. Rồi cái này chuẩn bị chín rồi đó nha bạn. Chín rồi đó, là mình lấy ra đây mình ấy mình đổ cái khác nha. Nhìn này phải tắt lửa không? Mình hấp một xỉnh chín rồi đó nha các bạn. Giờ mình bỏ vô mình bỏ bột vô mình hấp tiếp. Nè quay vô nồi nè, mình có bỏ mấy ly lá dứa vô đây cho nó thơm cái bánh đó nha các bạn. Mình lát mình chế bột vô. Các bạn ơi, mình chế màu á, màu gà tôm vô rằng cho mình tạo màu cho cái màu nó đẹp nha quý vị. Mình muốn ăn sắn thì mình làm sắn, mình muốn ăn măng thì làm. Nhưng mà mình đi làm măng. Mình làm măng. Đây nè, cái mẹ quay vô mẹ thứ hai đi. Mẹ thứ hai mới hấp đó nha mấy bạn, đó hấp dẫn không? Đây con quay cần việc mở cái hai cái cho khán giả coi đi nè. Nè cái này mấy bạn để nguội nha. Mấy bạn mới dễ mở, còn nóng lắm mấy bạn khó mở lắm nha, đó. Các bạn tự làm cho bạn đi. Còn cái này chế này vô đây hả chị nọ? Cái nào? Xong cái này nè. Nhưng là chế lên cái bánh gì này phải không? Bữa nay nhân mà ai bỏ gì vô nguyên. Đi về chạy. Bóc được không? Bóc phải vô. Con mấy cái nhưng ai mà để vậy này đâu miền ngoài coi rồi thì mình chung không ốp xanh lên xanh nữa rồi đó xanh nữa rồi đó mình chung đó bánh xèo mình chung cái tre đó cho xanh nó làm đâu được thì chị thấy nó bài đúng không các bạn xem những tập đầu tiên các bạn xem ốp ăn đi ốp ăn chứ anh làm bánh xèo mình chung nữa nè cô bé hả xin miếng ra nha. Ê bột dẻo ngon quá nè quý vị ơi, đi làm đi con. Mình ăn thì mình lấy nhân vậy, còn ta bán thì ta lấy từng cái. Mình dứt vô từng miếng từng miếng. Hôm nay gia đình mình ăn là mình không có dứt vậy, mình cứ kiêng. Con cháu mình để đúng rồi, phải bao một mời chép cho nó mới dính vô nhân. Út chép cho mình bán, mình chép cho người ta, tổ này mình ăn tại nhà. Thì rất lầu đấy. Ngon quá. Mấy cái chính giữa đó thấy ra mẹ ngoài kìa. Thôi thôi đổ á. Dạ em ăn vậy được nghe quý vị. Quý vị ơi, quý vị cho em nhớ này không quý vị. Sớm bên ơi, sớm bên có trong được thứ. Mùi quá thấy ngán quá nhẹo dẻo. Ngon, dẻo dẻo giống như cái bánh luôn. Không biết sao nữa. Không ăn được. Ba chai. Làm lắm, bay mất sớm bên của xuống xuống rồi. Không ngồi đi ốp. Ngồi đi. Ủa đi mình tí em rồi chưa vậy? Kêu mẹ nó ra ăn nó nói. Lỡ cái gì hết miếng kìa. Nó quay để thằng Nam nói ta nghe. Bắt cho thắng dễ đi. Để thôi con bắt. Mùa bệnh dịch thì mình có về ăn là hay mừng á bộn.
Trời ơi, Sài Gòn sao làm được mấy cái bánh này ăn mấy má. Sài Gòn bây giờ ăn diện chợ không á. Chú Út có đổ từ sáng tới giờ. Ủa, cái đó lấy cho mình thắng hả? Để lấy luôn cho này, bóc thẳng lên bóc luôn cho. Rồi, mà cắn cắn vô đi Út cho có. Có trắng đó, có trắng được. Nè Út nè. Thôi, đang lấy cho thắng đây. Cái bấm làm mà hường cho con bà bà Út. Con bà cái bò hường. Đàn ông cái bò hường nó rất dài nha má. Bà Lộc có nói với con rồi đó, đi chặt cái túi đi, không có đau đâu. Suy nghĩ kỹ nha con, đặt rồi có người chờ ăn cái túi hay nó chặt thôi. Miếng rau nữa. Ở Sài Gòn vẫn đâu có bán này hả Hồng? Bán này chắc có phát triển luôn cái gì. Ở đây đợt bên Sài Gòn á, lại qua bên cái khu Thành Đà á, bánh bột, bánh gì cũng có chứ. Cái chén á, bên đó hay nó bán bánh mặn, bánh đồ, bánh bụng, thứ bán luôn. Ngon mà làm cái mình dĩa nha mấy bạn. Bé ra nó quay cầu kẹt không? Bé quay cầu kẹt. Nó đi cầu kẹt mà. Bây giờ mà bây giờ nhìn kiếm bánh gì cũng đâu có. Đóng cửa giờ mà không ai, không ai bán nha các bạn. Chỉ giờ mình tự làm thôi mấy bạn ơi. Trong mùa dịch mà có cái này ăn là được rồi. Dài quá à. Làng của ship bây giờ của ship giống như một hệ sinh thái không? Ship làm ra như làng này cũng giống như là phiêu lưu. Không các bạn mấy bạn nha, chị làm là một cái mình vàng. Đó hết nha mấy bạn, mình no rồi đó nha mấy bạn. Đó. Kết cái món ăn này mình giới thiệu cho mấy bạn luôn nha. Là món này là bánh hấp nha. Mình có thể làm hai loại, loại ngọt và loại mặn nha. Ngọt thì mình làm nước cốt dừa nhân đậu xanh. Còn này mình làm nhân mặn thì mình làm cái này. Chúc mấy bạn ngon miệng nha. Làm cho gia đình ăn đi.